chúng ta cùng trở lại với những diễn biến tại sân bóng Gia Phú. Xin chào quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá phụ miền Tây và như chúng áo đỏ. Vẫn là số 7. Và chơi bóng khó chịu, rất nguy hiểm. Và đội bóng xuyên chút nữa đã giúp cho các cầu thủ bên phía đỏ có được bàn thắng với tình huống xử lý bất ngờ của anh Trung. Một môn bên phía đội bóng anh Đông Nam Đông cũng là các cầu thủ đỏ trắng. Nguy hiểm, pha để mất bóng. Dũng skill, thời cơ phản công trở lại với Nam Đông, dứt điểm bóng dội vào cung dọc và đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía Nam Đông FC. Một lại tiếp tục trở về với các cầu thủ đỏ và dứt điểm không thành công. Tình huống đá phạt của các thủ bên phía đội bóng FC Cộng 2 đã không thực hiện chính xác. Quả treo bóng đá vượt qua đường hàng rào nhưng nó lại không đi trúng đích. Phản trống, dứt điểm không vào. Thêm một tình huống mà các thủ bên phía đội bóng áo xanh vừa bỏ lỡ thời cơ của mình. Thêm nỗ lực lên bóng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và người đôi cơ hội nữa với khoảng trống dành cho FC. Bên phía đội bóng áo xanh không được và cứ tiếp lại đi ra ngoài. Các thủ bên đến thời điểm này thì họ vẫn chưa thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Mặc dù đã có khá nhiều những pha dứt điểm nguy hiểm. Đây là thời cơ kế tiếp. Ramos. Vẫn còn pha dứt điểm. Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng cầu 2. Sau những pha bóng giằng co thì các cầu thủ áo đỏ bất ngờ tận dụng được cơ hội của mình để vượt lên. Trong tình huống mà Nam Đồng gây sức ép liên tiếp nhưng họ lại không có. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ bên phía đội bóng cầu 2 với tình huống chuyền bóng rất nhanh của Ramos và đường dứt điểm bóng chạm của số 9 Ngọc Sơn. Và kết thúc không cần quá mạnh nhưng nó đủ để đánh bại được hàng phòng ngự. Rất hợp lý, khoảng trống kết thúc. Vẫn còn không có được pha dứt điểm tiếp theo. Bóng đã được đưa vào lưới, 2-0 dành cho công FC. Một pha bóng lộn xộn khi mà hàng phòng ngự bên phía Nam Đông đã xử lý không tốt và thiếu quyết đoán trong những tình huống phòng ngự của các cầu thủ áo xanh dẫn đến họ để thủng lưới bàn thua thứ hai. Và người dứt điểm lần này thành bàn. Ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi của Hoàng Cứng. Một pha phối hợp của anh cùng với Ramos. Một lần nữa thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng Nam Đông cho thấy sự lỏng lẻo của mình. Họ không ập vào quyết liệt và phá bóng cũng không dứt khoát. Mang lại bàn thắng dành cho đội bóng FC Nam Đông và một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trắng đỏ. Ramos cắt ngang, cơ hội dứt điểm không vào, bóng dội sang ngang và đưa bóng của số 8 chưa đủ may mắn để mang về bàn thắng thứ ba dành cho FC Cộng 2. Nam Iniesta là người vừa có cơ hội để kết thúc để nâng tỷ số lên nhưng anh lại đưa bóng tìm đến sang ngang khung thành của các thủ FC Nam Đông và phối hợp ngắn của các thủ áo đỏ trắng mất bóng nguy hiểm và cơ hội để dành cho Sinema. Ba người không có được cơ hội dứt điểm dành cho Sinema. Và bóng bị bắt bài, Sinema khoảng trống dành cho số 5 Văn Nghi. Kết thúc đi, vẫn không thành công. Văn Nghi lại dứt điểm đi ra ngoài sau tình huống đã thoát xuống. Và đáng tiếc dành cho các thủ bên phía Nam Đông FC. Họ vẫn chưa có được bàn thắng với những tình huống kết thúc đầy vô duyên. Khi mà cự ly là rất gần. Bàn khách đến với khung thành chỉ hơn 10m. Và chấm bóng dứt điểm. Không được và kết thúc của các thủ áo xanh lại đi ra ngoài. Tình huống dứt điểm là của Sinema nhưng vẫn chưa thể mang lại bàn thắng dành cho các thủ Nam Đông FC. Và triển khai của các thủ bên phía đội bóng xanh mặc dù đã vượt qua được hàng thủ đối phương nhưng cú dứt điểm lại đi vọt sang ngang. Sinema. Tình huống xây sở sức tốt của Văn Nghi. Vẫn là số 5. Cú dứt có cơ hội đối mặt, dứt điểm không vào. Vẫn còn. Liên tiếp hai cú đá của các thủ bên phía đội bóng xanh vẫn không đưa được bóng vào lưới nhưng bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các thủ Nam Đông. Để cho thời cơ trôi qua. Chúng ta cùng xem lại những pha bóng mà các thủ bên phía đội bóng xanh đáng lẽ phải có được bàn thắng. Như vậy thì cuối cùng các thủ bên phía đội bóng Nam Đông đã có được pha ghi bàn. Hãy xem lại cú đá rất đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 2 Sinema. Cầu thủ khống chế một nhịp và đẩy bóng kết thúc cực kỳ hiểm hóc. Pha bay người hết cơ của thủ môn mang áo số 3 Trầm vẫn không thể giúp cho các thủ cầu 2 tránh được bàn thua. Pha đánh đầu lái bóng của Văn Nghi sau đường truyền của người đồng đội. Như vậy thì bất ngờ có bàn thắng dành cho các thủ bên phía cầu 2 để nâng tỷ số lên 3-1. Trong lúc chúng ta xem lại pha đánh đầu dội sang ngang của các thủ bên phía đội bóng FC Nam Đông, đây là Sinema dứt điểm. Lần này thì pha kết thúc của Sinema đã đi không chính xác, không phải là vị trí của Tuấn Cường mà là số 21, cầu thủ chưa có tên trong danh sách đăng ký. Cơ hội nữa, cú đánh đầu không vào, một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của các thủ cầu 2 FC. Và đặc biệt cú đánh đầu của Minh Vũ không thể đưa bóng đi chính xác khi mà khung thành trước mặt đã hoàn toàn bỏ trống sau pha xử lý bóng của đồng đội. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ áo trắng đó. Chúng ta cùng chờ xem Sinema sẽ thực hiện quả phạt như thế nào. Cú đá thẳng rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng
Hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Cầu Hai đã phải ngăn chặn nhiều tầng nhiều lớp để tránh được pha kết thúc nguy hiểm vừa rồi. Thêm quả phạt góc nữa dành cho các thủ Nam Đồng. Nỗ lực lên bóng tiếp theo dành cho Sinh Neymar. Và ngăn chặn rất chính xác của Hoàng Tuấn, dứt điểm ngay pha kết thúc nguy hiểm. Bàn thắng rất đẹp mắt của Nam Iniesta. Tỷ số được nâng lên 4-1 dành cho Cầu Hai với một siêu phẩm của cầu thủ mang chiếc áo số 8. Quá tuyệt vời cho pha dứt điểm vừa rồi, bóng nằm rất gọn gàng ở trong lưới. Bóng của Sinh Neymar. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Sinh Neymar để mất bóng vào chân của Hoàng Tuấn và bóng lập tức đến với số 8 và cú ra chân bóng đi quá khó thì nó găm vào sấp góc rất hiểm. Các cầu thủ áo xanh. Phản trống nữa dành cho số 4 Văn Sô. Đánh đầu. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Đông FC. Và bóng đầy nỗ lực và cuối cùng thì các cầu thủ áo xanh họ cũng đã có được bàn thắng tiếp theo. Để có thể xem lại pha bóng tạt bóng của Văn Sô. Đường treo bóng về phía cột 2 rất chính xác. Pha đánh đầu của cầu thủ áo số 7 cũng hết sức khéo léo. Phản cách vẫn còn. Và để mất bóng của Hoàng An. Số 17 đã tích cực chân sắp và lấy bóng thành công, cơ hội nữa dành cho Hoàng An. Bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Đông. Pha lập công thứ hai của Hoàng An chỉ sau ít phút giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Đông. Những tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ hai bên liên tục tạo ra. Pha bật cường không thành công. Đường xử lý ít chạm với tốc độ cao đã không thành công. Một pha ngăn chặn tốt của Tiến Dũng để lấy bóng. Cơ hội tiếp theo, ba người thành công rồi. Tiếp tục là cơ hội dành cho Ramos. Vẫn còn, pha dứt điểm không vào. Xin chúc mừng thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng Cầu Hai FC. Chúng ta cùng xem lại pha đột phá vừa rồi dẫn đến cơ hội dành cho vị trí của số 10. Ở góc hẹp thì anh lại kết thúc không thành công. Bóng Cầu Hai, đây là cơ hội dành cho Hoàng An. Được chuyền hợp lý, cầu hai dứt điểm. Vẫn không thể mang lại bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ Nam Đồng. Lại là cơ hội dành cho số 4, đường tiền bóng xa biên, Dũng Skill dứt điểm. Cú đá chính xác của Dũng Skill và bây giờ thì bàn thắng thứ 3 nó mới chính thức đến với các cầu thủ Nam Đồng FC. Khoảng cách tiếp tục được thu hẹp dần. Đội bóng áo xanh vẫn bình tĩnh thi đấu và họ tức phạt kết thúc rất lạnh lùng của Dũng Skill khi anh có được khoảng trống sau đường chuyền của Văn Sô. Các thủ áo trắng đỏ cũng đã không hỗ trợ tốt dành cho vị trí của thủ thành bên phía đội bóng Cầu Hai khi họ đã không che chắn kịp thời và để lộ ra một khoảng trống rất lớn. Pha phối hợp bất ngờ của các cầu thủ Cầu Hai, xin chút nữa thì đã mang lại bàn thắng cho họ. Pha ghi bàn thứ 5. Hưởng dần lên âm thầm của cầu thủ phòng ngự mang chiếc áo số 19 vị trí của anh nằm. Đây là cơ hội để dành cho Ngọc Sơn. Chọc khe, Cầu Hai rất dễ dàng, tỷ số được nâng lên 5-3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Cầu Hai FC. Không có gì có thể ngăn chặn được số 7 nữa. Tình huống kết thúc thành công của anh Trung để mang về bàn thắng nâng tỷ số rất chuẩn xác trong đường bóng này khi mà đã có quá nhiều khoảng trống xuất hiện. Đường chuyền của Ngọc Sơn bóng đến với vị trí của đồng đội phía trên là Nam Iniesta. Và pha cắt ngang pha phối hợp ăn ý vẫn còn, tiếp tục là Ngọc Sơn, cơ hội dứt điểm. Bàn thắng tiếp theo hay không, không vào, quá đáng tiếc. Những pha phối hợp cực kỳ ăn ý của các thủ Cầu Hai nhưng nó không thể khép lại bằng một bàn thắng. Những bước chạy di chuyển và chọn vị trí cực kỳ hợp lý của các thủ bên phía đội bóng Cầu Hai. Những người chạm bóng cuối cùng là Ngọc Sơn lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành. Đường chuyền của Ngọc Sơn rất chính xác, cơ hội này dành cho số 7 và kết thúc căng. Có bàn thắng hay không? Bóng đã đi vào lưới, tỷ số đã là 6-3 dành cho các thủ Cầu Hai FC. Bàn thắng của số 27 vị trí của Cường xe ôm. Sau đường chuyền của Ngọc Sơn và khống chế và dứt điểm rất nhanh chân, không cho đối phương có thời cơ để áp sát. Lúc này thì cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh, đường chuyền của có bàn thắng sút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Đông FC. Và những nỗ lực của Văn Nghi cuối cùng cũng đã giúp cho anh có được pha ghi bàn. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm dành cho vị trí của các Văn Nghi đã có được cơ hội khi mà khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Không ai theo kèm vị trí của số 5. Và dứt điểm không thành công. Bóng lại trở về với các cầu thủ áo trắng đỏ, không vào. Cơ hội rất tốt dành cho Văn Lý. Nhưng anh lại kết thúc đi trên khung thành sau khi đã cướp bóng thành công trong chân của cầu thủ đối phương. Đủ để mất bóng quá đáng tiếc của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh và họ xin chút nữa đã phải trả giá. Và kết thúc kỹ thuật và một bàn thắng nữa dành cho Nam Iniesta.
quá đẹp mắt cho pha xử lý vừa rồi của cầu thủ mang áo số 8. Nó đi vô cùng hiểm. Cú đá về phía góc xa với pha cứa lòng cực kỳ kỹ thuật của số 8. Chúng ta cùng xem lại pha ra chân của Nam Iniesta để mang về bàn thắng, nâng tỷ số lên 7-4 dành cho FC Cầu Hai. Áo trắng đỏ. Sự ăn ý trong những đường chuyền cộng với pha di chuyển chọn vị trí cực kỳ hợp lý của các cầu thủ áo trắng đỏ giúp cho họ chiếm cứ được những khoảng không gian. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng đỏ và người ghi bàn lần này là số 29. Sau rất nhiều những pha bóng gây sức ép thì cuối cùng thì số 29 cũng đã có thể kết thúc thành công. Chúng ta xem lại bàn thắng thứ 8 của các cầu thủ Cầu Hai FC với những động tác đột phá khéo léo của Ngọc Sơn trước khi chuyền ra dành cho số 29 kết thúc thành công. Xây sở trước một hàng phòng ngự dày đặc của các cầu thủ áo trắng đỏ. Cơ hội để dành cho Văn Nghi dứt điểm. Đã có bàn thắng sút ngắn cách biệt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Đồng FC và Văn Nghi lại là người kết thúc thành công. Những chân đó của cầu thủ áo số 5 vẫn chưa đủ để mang về một kết quả thuận lợi dành cho Nam Đồng FC trong trận đấu này. Cinema đã rất cố gắng xây sở để đưa ra đường bóng đến với vị trí của số 5. Anh đã dứt điểm kỹ thuật thành công để đánh bại hàng phòng ngự bên phía đội bóng. Khoảng trống, pha phối hợp bình tĩnh nữa và có bàn thắng thứ 9 dành cho các cầu thủ Cầu Hai FC. Những pha đập nhã như trốn không người. Giờ này thì tốc độ và những pha xử lý của các cầu thủ bên phía Cầu Hai vẫn còn sức vượt mà và nhịp nhàng. Bàn thắng của Ngọc Sơn, cú đúp của cầu thủ áo số 9. Tiếp tục là cách biệt được tái lập, 4 bàn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng đỏ.